Thái Lan đặc biệt không ngon. Mà lên tới đây là 30 kg. À, 30 kg khoảng 20 kg. Tối là hết rồi. Hôm nay bán 20 kg hả? Dạ. Em chừa Thái Lan. Có biết được bao nhiêu ly không? Nó khoảng tầm cửa là 80 trái dừa. 80 trái dừa. Em chừa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. Việt Nam mình muốn em chừa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. Tại vì cứ một ly như vậy là khoảng tầm cửa là 6-7 bữa thơm ngon. Em chừa Thái Lan. Dừa mình xay ra ha, hay là sao mà nữa? Cái này là em chừa Thái Lan đặc biệt đó, rồi bột nếp bột chừa, mà một số nguyên liệu ở bên Thái nó nhập về nữa. Ở Việt Nam mình là không có, chứ không có. Toàn bộ mấy cái này là ở bên Thái Lan á, nhập về hết á. Trộn vô nó tự thành kem hả? Không, kem là mình phải nấu phải mấy thì đánh. Còn cái này là khi mà kem nó chín rồi tất cả các thứ là bỏ muối bỏ đá luôn. À. Giữ đông á. Em chờ Thái Lan. Cái này nó giữ lạnh sao anh? Có giữ lạnh đó, có đá có muối không? À. Có đá có muối ở dưới không? Em chờ Thái Lan. Hay quá ha. Kem này là đang hot đó. À, hang hot thì kem dừa đây. Chưa chín à? Bao nhiêu tiền của em? Em chừa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. Em chừa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. Em chừa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. Là anh. Em chừa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. 15.000 đây ha. Em chừa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. Rồi em cảm ơn. Em chừa Thái Lan. Kem nào quá trời luôn.
dừa khô nè.
loại tem bán. Hồi nãy chạy ngang cái khu trường đại học công nghiệp đó, nó cũng có chỗ bán kem dừa. Mà cái quán kem dừa đó ăn cũng không ngon lắm. Đợt trước có ăn mà nó bán hơi đắt đấy. Cái kem dừa đó như bên kia kỳ hơi bán 13 một dừa đó chứ. Mà em mãi nó để nó đi luôn. Cầm nó cắt lên 30-35 nghìn á. Tại vì ở đó chắc muốn chỗ bán lại có thân viên phục vụ nên thì có anh lên nếu giống như vậy nè, nó bắt miếng dừa nè. Dừa này á, cá hết có dùng dừa rồi, dừa ngon mà dừa ăn cũng không hơn nha. Mà cái dạng rám rám không đúng rồi, nó chưa tới mức độ khô mà nó dùng cúc dừa dạng làm cúc dừa á, dẻo dẻo vậy á, không phải dẻo đâu, mà dừa là mình thích á, không mềm quá già. Cúc
mực nữa, mực xé. Ok, thôi đi ha.